Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video của chương trình Chuyển động 24 giờ với nội dung là các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Và đáng nói là trong đoạn video này thì có sự xuất hiện của một người có biệt danh là Huấn Hoa Hồng bên cạnh các nghệ sĩ khác. Chúng tôi xin được khẳng định lại rằng clip này là sản phẩm của sự cắt ghép. Hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Đây là clip mạo danh VTV mà tài khoản có tên là Huấn Hoa Hồng đã cắt ghép, chèn hình ảnh của mình vào phóng sự của bản tin Chuyển động 24 giờ, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều bình luận tin vào sự xuất hiện của nhân vật này trên truyền hình. Tuy nhiên, sự thật là trong phóng sự gốc và cả bản tin Chuyển động 24 giờ tối ngày 17 tháng 10 hoàn toàn không nhắc đến nhân vật này. Hành vi của cá nhân này, theo một số luật sư, là đã lợi dụng sự uy tín, tin tưởng của khán giả đối với những cơ quan tổ chức nhà nước nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, chính là một hành vi vi phạm pháp luật. Anh sử dụng, anh can thiệp vào cái video clip đó, không ăn, để anh làm cho người ta cảm thấy rằng là tin rằng cái việc đó. Như vậy thì rõ ràng là cái hành vi của anh là sai. Thì theo cái luật an ninh mạng điều 8 thì người ta quy định là phải xử lý. Xử phạt hành chính đến mức là 20 triệu. Tuy nhiên nếu như xử phạt hành chính rồi, ví dụ 20 triệu xử phạt anh rồi, anh vẫn tiếp tục thực hiện cái hành vi đó, thì cái câu chuyện đặt ra là người ta sẽ tiếp tục là xem xét về vấn đề xử lý hình sự. Trong khi đó, theo luật sư Phan Vũ Tuấn, đây là một hành vi vi phạm bản quyền rất tinh vi, có sự chuẩn bị chu đáo. Từ việc thay đổi background sau lưng MC dẫn chương trình, cách ghép nguyên phần chạy chữ tin tức phía dưới để giữ đúng format so với phóng sự gốc. Ở trong trường hợp này nó xâm phạm nghiêm trọng và quy định tại điều 19, điều 20 luật sở hữu trí tuệ và được nằm quy định rõ tại điều 28 của luật sở hữu trí tuệ về hành vi là xuyên tạc cắt ghép cái tác phẩm mà chưa được sự đồng ý của tác giả, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả, trong trường hợp này là Đài Truyền hình Việt Nam, là một đài truyền hình quốc gia. Nó còn vi phạm về nhãn hiệu khi mà sử dụng cái nhãn hiệu VTV để đưa vào trong cái clip mà rõ ràng không phải là do VTV sản xuất. Cũng theo luật sư Tuấn, hành vi này còn vi phạm nhiều chế định pháp luật khác nhau. Thật ra cái này nó còn vi phạm luật báo chí và vi phạm rất nhiều những cái quy định của các hệ thống pháp luật khác. Trong những trường hợp như vậy thì hậu quả xảy ra rất là nghiêm trọng. Nó không có đơn thuần như là hậu quả là làm nhái nhãn hiệu của một số cái sản phẩm khác. Và chúng tôi cũng sẽ làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an để xử lý vụ việc này.